10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 오이 phải ơi cái béo này. Mày biến chưa? Biến rồi à? Em biến làm gì? Em ngoan thế này, em biến thế nào được? Béo rồi sao ngoan à? Ngoan mà. Ngoan cái lồn. Mẹ mày sao mày cướp? Em chấm bố mày. Em rồi. Ôi cả lồn đã theo sau hơn mặt lồn kia để tao cận chiến nó với mày. Cướp rồi mày vâng rồi sao? Ui vãi hồn, ui vãi hồn. Bạp, bạp, bạp. Chị đang ăn ngũ cốc này. Dỗi à, chị dỗi à. Từng mẹ mày dỗi vãi lồn. Thôi đéo con nữa đâu, buồn quá. Anh bu cao sao kìa. Anh mẹ mày người nổi tiếng. Anh người nổi tiếng vãi lìn. Chết nhá. Ôi nghe thế chứ, nghe nghe tiếng của mày giống thằng bạn cũ của chị vậy, bạn cấp 2 chị. Đùi, tại sao mọi người toàn nghe giọng em như giọng đứa khác thế, thề luôn. Mẹ có, em nhớ có một con bạn nó bảo là em giống thằng Dương bạn người yêu cũ con Mi thì phải, em chẳng nhớ được. Vãi lồn. Bịt mẹ sao hai lần hai rồi đấy, đây là lần hai rồi đấy. Mẹ. Không nhưng mà nói thật luôn ý, chị nghe giọng mày giống giọng bạn chị cực. Kiểu y hệt giọng luôn nhưng mà chị ghét thằng lồn đấy. Thằng đàn bà. Nó cái đợt trước thì chị với nó vẫn nói chuyện với nhau. Xong rồi đéo được sao nó lật mặt vãi. Nó đi nó chửi chị với bạn nó. Kiểu ai hơn chị đéo làm cái gì. Xong nó đi nó chửi chị. Đấy là chị kiểu đéo ưa lắm. Thì con mẹ kiểu ai hồn mình thì mẹ mày ngoan hiền, mẹ kiểu tốt với bạn bè vãi lồn mà kiểu vãi lồn đấy là sao đi chửi mình à? Ui giời, tốt mà, bịt mẹ mày. À, thằng lồn này mình chết đúng không? Mày đi chết đúng không? Đây. Mày đi chết này. Chà mày, đuổi bố mày ăn đứa thành dễ. Chị đâu rồi ta? Bắt đầu đã lên trên đỉnh rồi. Ta đang đứng trên đây. Mẹ mày. Trời đéo trời thích bị mẹ nhau. Chị có nhìn thấy con M451 mắc nộ không? Đâu. Có hả? Ơ, 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 vãi lộn. Vãi lộn vừa success xong thì biến mẹ hình do mà. Đây nhảy bên này này. Chặn vãi lồn. Đi pra mày. Láo lồn. Mẹ nó biến hình do. Ôi giời ơi. Em ơi. Đẹp đến mẹ. Với chị đây. Vãi lồn ta. Tao vừa bảo là mẹ mày thằng mặt lồn kia biến hình do. Thì nó biến hình do thật. Em biến chứ ai biến. Ôi biến rồi. Không cái thằng sau mày ấy, cái thằng chặn chặn ấy. Nhưng mà nó gần đây không. Nhưng mà nó gần em. Ô mày cào nó luôn à? Không, nó chết luôn rồi. Hay là gì? Nó chết luôn rồi. Ừ thì đấy. Tao bảo là mẹ biến hình zom là biến hình zom thật. Đúng kiểu mồm khá là thiêng. Kiểu như cái linh á. Mẹ bắn cái lồn. Ui. Các ông xả đạn rất là vãi lồn. Xả đạn nhưng mà đéo thì mẹ đéo giết được mình. Ôi sao đau đấy. Ôi nhưng mà dạng này thấy kiểu ép zip chỗ nhiều. Nào cũng có á. Nhiều. Nhiều á. Đây nhảy lầu tự tử có 126 máu này. Đây nhảy lầu tự tử. Có một thằng ở trên kia thôi. Có một đứa kìa. Đây chờ em bunny lên được. Ui. Lổi tiếng. Rồi qua rồi. Anh bu cao sao ơi, lổi tiếng quá nhỉ. Địt mẹ mà chạy đâu, địt mẹ mà chạy đâu. Một ván thôi em xin anh đấy. Kìa em xin anh kìa. Mẹ mày có mới có lớp 10 thôi, có lớn hơn chúng nó đéo đâu tao nghĩ là. Chơi cũng kiểu toàn tầm. Nó nghĩ em lớn tuổi lắm ý.
Nhưng mà cái bọn ôi fan ơi, em nghe tin tức của bọn fan em gần như là kiểu 2k5 2k6 thì chúng nó còn gọi thế. Ừ đấy. Thì nó cũng có lớn đéo đâu, chỉ kém anh một tuổi thôi. Không hẳn là kém lớn là kém. Ơ địt mà em. Ơ à là chị à? Tí chết. Tí đi cận chiến. Vãi lồn em ơi. Thấy chị nháy em định cầm đao em xiên nhưng mà địt mẹ. Vãi lồn. Và tự chỉ ra chết con lão nữa. Đây. Mấy con chó này mới cứ theo tao làm gì. Tát nước vãi. Tát nước vãi. Mẹ có lắm sọt cắm nở cáu vãi. Chị đây à? Chị đây à? Đâu đâu? Ờ, bố mày đây. Ôi, địt mẹ ơi. Xuống. Xuống địt mẹ mày. Ôi, sao tao ra được con chó này? Ôi. Ê, đợi chị tí nhá. Chị xuống mở cửa đã nhá. Hello. Mày đéo phải đúng giọng tao đâu. Chị còn nên ra mua nước La Hán không nhỉ? Là nước gì? Mày biết nước trên nhân trần không? 7, 6, 5, 4, cuộc đời mày 3, sống kiểu gì mà mày 2, không biết hai cái nước 1. Đấy à? Không. Đợi chị mày thông tí đã. Lại nữa. Tao vừa phải leo 4 tầng. Tao mệt lắm rồi. Thích con mẹ. Tao đánh đi nhá. Rỗi sẽ lồn. Dòng giam, dòng. Thế là sao tao, tao ghét làm chúa quỷ ấy gì. Kiểu what the fuck. Trông leo khổ được cơ. Thịt mẹ. Thôi chúng mày cận chiến ra đi. Giết chết tao đi. Giờ này nó trông được một phát rồi lên đây. Giết chết con mẹ ra đi. Nào, đưa đi đây. Ơ đi về mới nhanh lên. Đưa đi đây. Giết đi. Đưa đi đây. Đưa đi. Đưa đi. Ơ đi con mẹ. Rồi vậy. Đi về cận chiến tao đi nhanh. Chúng nó kiểu chúng nó đéo tin tưởng tao, chúng nó sợ cận chiến tao rồi vậy. Đứa này em cận chiến mất chân mày... luôn này. Thì à, tao sẽ mẹ mày lây cho chúng nó. Còn bố mày cáu lắm rồi đấy nhá. Cận chiến tao kia nó mất chân luôn nhưng mà cận chiến chị đéo rồi. Thì còn mẹ. Cáu hãy lồn. Cận chiến đi. Đi cáu mẹ. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Cái thằng kia là bây giờ em chết bố rồi. Đây em là cái thằng hai đầu đây địt mẹ. Hai đầu cũng te. À đây rồi okay. Hai đầu cũng te. May thì mẹ đang nhảy rất là khó khăn để chạy theo nó. Thật ra đéo khó thế nào. Leo tường khó vãi. Thịt con mẹ đéo sao cho bố mày chết đi thì đéo. Thịt con mẹ cứ phải hành hạ bố mày cơ. Lên đi em, lên đi baby girl. Thịt mẹ ôi thằng tao bảo nhá, có cái thằng nó định mày lây nhiễm tao à, nó định cận chiến tao đấy. Tao còn có bộ 68 máu. Thì nó cầm mẹ, cái em đi cận chiến rồi này thì mẹ chị. Nó cầm cái kiếm laser ấy. Nó đang định ra nó chém tao thì đéo tao lây nhiễm mẹ nó luôn. Kiểu vãi luôn. Lúc bố mày gọi chúng mày cận chiến thì chúng mày đéo cận chiến, bố mày cũng bắn. Cáu thế thì bây giờ em đã cận chiến rồi này, em đã cận chiến thay chị này. Đéo. Mission fail mẹ. Thằng đấy đấy, cái thằng đấy. Nó đấy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Mẹ đúng kiểu ông cứ lom ra lom dom, ông cầm con mẹ. Ông đang cầm từ cái súng lục, ông đổi mẹ sang cái dao.
xong ông đéo cận chiến được. Mệt mỏi. Mày đâu rồi?